giờ mày có đi mua gà cho Lâm Vũ không? Mày đéo đi mua vàng cho Lâm Vũ, sao đó tao trả 50 ngàn cà phê. Mà quay nói ra tiền cà phê mà một ly cà phê chỉ có 10 ngàn thôi, 16 ngàn ly cà phê mua bà ta thấy quá đáng rồi. Tại sao mày bắt uống trả tiền thôi, ly cà phê 1 ngàn thì có uống không? Uống trả tiền thôi, giờ uống bây giờ mày kiếm nó ra ly cà phê 50 ngàn thôi, trả tiền đi đi, giờ đi liền. Tao uống rồi nào, mà tao uống rồi nào, ly cà phê 50 ngàn mày nói đi. Tiền lạ tao chưa bao giờ uống ly cà phê 1 ngàn thôi. Ly cà phê chỉ uống có 10 ngàn hoặc là 16 ngàn mua bà thôi. Ồ má, hai thằng điên mà hai người bệnh hết với nhau nè. Tại sao bắt tao trả tiền ly cà phê 50 ngàn? Tao không đồng ý. 50 ngàn chứ sao? Ờ uống cái tiền. Uống ở đâu mà cà phê 50 ngàn mà nói tao nghe, uống ở đâu? 42. 42 là chỗ nào? Cà phê 42. Nó vũ che tập trung quá. Chỉ có 24 thôi. Ôi, chạy lẹ mệt quá nữa. Luôn. Mày mệt chưa? Bứt tóc nè. Mày không mệt thì đi tiếp rồi. Mày chưa mệt thì tao mày đi tiếp. Thì quay đi bây giờ tới chứ lắm nè. Ngay quá. Bây giờ á, mày kêu Vũ đưa 50 ngàn đi rồi. Rồi là Vũ đưa nó 50 ngàn đi, mày coi như mày trả cà phê đó đi rồi đi mua cà ra mày. Để vô dòng. Hợp lý không? Lại lên. Tao nói rồi, tao không muốn đi cà phê 50 ngàn đó, tại sao phải trả mày? Tại sao cà phê đó mày à? Hôm qua uống cà phê một cống nữa, mày không đòi tiền nữa mà đòi tiền tao. Tao lấy rồi, thằng Vũ trả 50 ngàn, thằng kia Vũ trả 50 ngàn hồi nào? Hồi nào? Hôm qua lúc mày đi xuống đi toilet. Thì còn tích nữa. Sao mày lấy tao đòi nó sao vậy? Vậy bây giờ là mày lấy tiền hết trước đi, tao mới trả mày tiền đi cà phê. Tao tích đòi mày chứ. Tao chưa Vũ đi cà phê 50 ngàn luôn. Tao hứa mày vậy luôn. Hôm qua cái bill là cả phải ba phim là 50 ngàn. Nếu bao giờ tới 50 ngàn. Không có tin thì giờ chạy ra đó hỏi. Bây giờ thích đó thì mày chạy rồi mày lấy cái quá đơn mày đó. Hôm qua mày đã giữ quá đơn rồi. Mày không giữ quá đơn mày đưa tiền, tao chưa đưa tiền mày mà mày giữ quá đơn mày ngu. 50 ngàn lẹ. Bằng chứng đâu ra 50 ngàn. Không bị bệnh. Bằng chứng đâu ra 50 ngàn, tao thiếu mày 50 ngàn. Không có bằng chứng. 50 ngàn lẹ. Bây giờ thích đó thì lấy lại quá đơn hôm qua rồi. Kiếm nó đâu giờ hồi nãy đi giờ giờ tao đóng cái ói cà phê được không? Bây giờ là cà phê đó, nãy tao mới đi lên lầu 2 á, tao tiêu thụ cà phê hết rồi. Giờ tao đéo biết cà phê đó hôm qua uống rồi phải ngày mốt nó mới tiêu thụ được. Hôm nay mới có chưa được thằng vậy vô toilet nè, đợi tao làm thêm đập cho con có dòng cà phê nó rớt ra á thì uống lại. Thì tao cho mày uống lại. Rớt ra cho mày tự uống. Coi như là tao mà muốn. Ủa vậy như vậy? Mày như tao uống còn mà tao phải uống lại thứ của tao nhả ra làm chi? Mày thích mà. Tao đâu thích gì đâu. 50 ngàn lẹ. Trời rồi. Tao không muốn đi cổ hệ 50 ngàn. Lẹ lên 50 ngàn. Tao không uống mà tao uống 50 ngàn mày.